Mọi câu chuyện đều có khởi đầu. Với BCC là khát khao phát triển khoa học, phục vụ đời sống, góp phần kiến tạo một xã hội sạch và bền vững. Những bước đi tiên phong trên hành trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Đặt nền móng vững vàng để BCC trở thành ngọn cờ đầu trong sản xuất vi sinh và beta-glucan tại Việt Nam. BCC, công nghệ sinh học cho cuộc sống xanh. Khởi đầu từ khát vọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ đời sống trên hành trình hơn 20 năm phát triển, khát vọng ấy vẫn luôn là tôn chỉ hoạt động xuyên suốt của Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam. Năm 2001, Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam được thành lập. Năm 2004, BCC cung ứng bộ chế phẩm sinh học cho nuôi trồng thủy sản. Năm 2005, BCC khánh thành nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai. Năm 2013, BCC nhận giải thưởng chất lượng thượng đỉnh quốc tế IQS tại New York, Hoa Kỳ. Năm 2015, BCC sản xuất, cung ứng nguyên liệu sinh học cho chăn nuôi. Năm 2017, BCC nhận chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001-2015. Năm 2018, BCC tham gia dự án FIRST là một trong 9 doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn nhận tài trợ từ dự án cấp quốc gia về đổi mới sáng tạo trong khoa học công nghệ. Năm 2019, nhà máy BCC nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP ASEAN. Năm 2021, BCC nhận bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho quy trình tách chiết beta-glucan từ thành tế bào nấm men. Năm 2023, BCC được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nhà máy BCC đạt chuẩn HACCP. Thành công của BCC được định hình từ năng lực nghiên cứu và năng lực sản xuất. Đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, BCC sở hữu Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Sinh học trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước và quốc tế. Trên 35% nhân sự làm việc tại doanh nghiệp có chuyên môn công nghệ sinh học, hệ thống phòng lab được đầu tư bài bản và hiện đại. Về năng lực sản xuất, BCC sở hữu quần thể nhà máy rộng 10.000 m2, bao gồm nhà máy sản xuất nguyên liệu probiotic và thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn HACCP và GMP. Nhà máy vi sinh của BCC là một trong 3 nhà máy vi sinh đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn GMP, với dây chuyền lên men chìm tự động hiện đại, công suất lớn nhất miền Bắc. Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cung ứng đa dạng bào chế, viên nang cứng, cốm, bột, dung dịch, hỗn dịch và dạng thạch đạt chuẩn GMP. Với máy móc được đầu tư hiện đại, hệ thống sản xuất tách chiết beta-glucan quy mô công nghiệp duy nhất tại Việt Nam, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Điểm mạnh khác biệt của BCC nằm ở công nghệ sản xuất probiotic và beta-glucan. Probiotic của BCC đảm bảo 5 yếu tố: an toàn sinh học, đa dạng chủng giống, hoạt tính mạnh, mật độ cao, giá thành cạnh tranh. Kho lưu trữ chủng vi sinh gốc của BCC tập hợp hàng trăm chủng lợi khuẩn. Nguồn gốc chủng vi sinh của BCC đến từ 2 nguồn chính: quá trình tự phân lập, tuyển chọn các chủng giống mới có hoạt tính sinh học ưu việt và hiệu quả, và chủng gốc định danh quốc tế được nghiên cứu chuyên sâu do BCC nhập khẩu. Tại BCC, chúng tôi sản xuất men vi sinh đa dạng bào chế, gồm men vi sinh dạng nước, men vi sinh dạng bột, men vi sinh dạng dầu. Đặc biệt, BCC sở hữu công nghệ bào tử lợi khuẩn số 1 Việt Nam. Nguyên liệu và thành phẩm bào tử lợi khuẩn của BCC khẳng định chất lượng, tỷ lệ bào tử lợi khuẩn 100% bền nhiệt, bền axit, bền thời gian, được kiểm nghiệm tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Công nghệ tách chiết beta-glucan của BCC được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích vào năm 2021. Beta-glucan của BCC tự tin khẳng định độ tinh sạch cao lên đến 80%, bảo toàn cấu trúc hóa học, thể hiện hoạt tính tăng cường miễn dịch mạnh nhất, đa dạng bào chế, an toàn, lành tính, quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Beta-glucan của BCC bao gồm 4 dạng nguyên liệu: dạng dịch, dạng bột không tan, dạng bột tan huyền phù và dạng bột tan hoàn toàn. Nhờ công nghệ enzyme, BCC glucan được phân cách mạch đến kích thước nanomet, có thể tan hoàn toàn trong nước ở nhiệt độ thường nhưng vẫn giữ nguyên hoạt tính. Đặc biệt duy nhất BCC glucan có phổ giống với hoạt chất beta glucan, được ghi nhận trong bảng sáng chế của Mỹ năm 1996.
đi đầu trong nghiên cứu, sản xuất vi sinh và beta-glucan tại Việt Nam. BCC ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ cộng đồng bằng hệ sinh thái đa lĩnh vực. BCC Pharma, nghiên cứu và cung ứng dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. BCC Health, cung ứng nguyên liệu và gia công dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm. BCC Aqua, giải pháp công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản. BCC Nutrition, giải pháp công nghệ sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y. BCC luôn kiên định với những cam kết của mình với khách hàng bằng chuỗi giá trị cốt lõi, nghiên cứu cải tiến không ngừng. Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Với nỗ lực không ngừng và sự tin yêu ủng hộ của quý đối tác, khách hàng, BCC đã đạt được những thành tựu vượt bậc, kiên định theo đuổi tầm nhìn trở thành ngọn cờ đầu về công nghệ sản xuất lợi khuẩn và beta-glucan hàm lượng cao tại Việt Nam. Với khát vọng trở thành thương hiệu chăm sóc sức khỏe con người và vật nuôi ứng dụng công nghệ vi sinh và các hoạt chất sinh học số 1 tại Việt Nam, ban lãnh đạo BCC tin tưởng rằng ý chí, sức sáng tạo luôn hết mình vì sự nghiệp chung. Người BCC cùng nhau vượt qua mọi thử thách, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ đời sống. Chúng tôi trân trọng những thành quả hiện tại, nỗ lực phát triển vượt bậc hơn vì tương lai, cất cánh bay cao và xa hơn tại thị trường Việt Nam và quốc tế. BCC, công nghệ sinh học cho cuộc sống xanh.